Xin chào tất cả mọi người nha. Hello, xin chào tất cả mọi người. Đây, hôm nay mình có cô em gái này thích đi trải nghiệm rừng núi đây. Hôm nay mình dẫn đi lên đây để chơi mọi người ạ. Cũng muốn xem rừng núi nó như thế nào. Ờ, bên này có cái bờ hồ này em này. Rộng chưa? Đấy. Rất là rộng, đây chắc là rất là nhiều cá lắm đấy. Ừ. Hồ này họ thả nhiều cá mà. Đây, cái đồi bạch đàn này họ rộng mấy năm rồi đấy. Cây ấy đang bắt đầu phát triển ạ. Vâng. Cái này chả mấy chốc thu hoạch được rồi. Ừ. Đi, hai chị em mình đi ra đằng này xong rồi nghỉ ngơi tí. Chị ơi, ở phía đằng trên kia có ngôi nhà chị ạ. Ờ, ở đây có ngôi nhà như nhà họ ở cao hay bỏ ngang. Ừ. Đi có muốn khám phá không? Dạ có. Hai chị em mình dẫn vào đây. Ở đây hai chị em mình khám phá đây. Dạ vâng. Lâu không có đi để ý ở dưới chân em nhé, những cái cống rớt. Dạ rồi. Dặn này dặn thế còn nhiều nhé. Đấy, ủi ủi nó đi. Thế có gì trong này ạ? Ở trong này sơ sát thì nhỉ? Ờ, nhà này họ để hoang lâu lắm. Thế xây lên có ở được không mà bỏ hoang này? Này phải xây ra bỏ hoang ấy. Muốn vào trong xem không?
đấy em ạ. Thả đi. Ờ, cho lấy cây thả cho nó đi.
câu trước. Pha cà phê xong mang ra. Mọi người ơi, mình vừa bắt được một con chim xinh xinh này, mọi người có thấy đẹp không? Bây giờ mình sẽ phóng sinh nó nhé. Đi ơi, dạ. Về đi, thịt chín rồi, thơm lắm rồi. Thơm nhỉ, nhức mũi luôn, đi đi lấy đồ. Ăn tại trên bếp luôn. Hai chị em mình ngồi tại đây ăn đi. Đây, em ngồi nhích lên kìa. Nóng hổi và thổi ra ăn luôn. Chưa chừng có thuốc gì ạ.
Thịt ngọt rồi chị ạ. Ăn thịt chỉ có cái này. Mì nhá. Đã đời luôn nhỉ. Đấy. Ô con gì ấy. Này không sai không về nhá. Ngon không? Chị bón ngon nhỉ. Thì... Nào. Tạo ni này mới ngon này, hết nhá. Hết rồi nhá. Vâng. Ăn em ơi. Dạ vâng. Ăn mạnh vào. Chết. Ở đây không hứa nó không biết. Chị ơi, trứng này là sao chị ạ? Đây, chị xong rồi, đang test thử đây. Liệu trứng như thế thì có thể phải cái của khó chứ, chị làm xong trứng rồi phải đi bắn ngay đi. Tí trời tí, tại ừ, chị đi test. Đấy, trứng là trứng rồi đấy. Cái sâu rồi. Anh à, này. Này để đây, tí chuẩn bị đi đâu. Trời tạnh mưa. Đi đồ ra. Cái đấy khá nặng được đó. Chị ơi, trời cũng mưa lúc mưa rồi, đi cá đi. Đi, hai chị em mình đi đi. Đúng rồi. Ừ.
ở á. Thông cả tên rồi. To đấy. Ui, con cá này nặng lắm đấy nhở? Con này chắc gần 2 cân. Mà con cá này hơi yếu này, vẩy kia nó bong hết rồi. Thôi đi ra đằng này bán tiếp đi. Bán nữa không hay đi về. Này con to này mà ướt hết rồi, chắc chị em mình đi về rồi. Đi. Con to này, về luôn. Ôi cái đấy lấy cái nắp nồi cho vào sẽ ổn mà. Cá thì xong rồi nha, chuẩn bị cho ăn bếp nấu rồi. Thank you.
xong chưa nào? Cá về đây rồi. Cái này trong lưng. Đây là xô nước rồi đấy. Cho cá vào đây. Ôi, cho được 2 khúc. Cho 2 khúc trước, chín hai chị em mình ăn trước, xong lại cho tiếp. Được rồi. Nay trời mưa lạnh nên ăn này cho các con. Ăn này nhất rồi. Trời sôi thế nha. Hai chị em mình chén à. Ôi, rồi nó sôi rồi chị. Ôi, em đi đỡ ăn rồi. Chờ tí. Ăn ngay luôn đi cho nóng em ơi. Được rồi. Tối ấy nhỉ. Tối. Ok. To thì đó. Ừ, làm miếng cá đi mày. Ôi, vừa quên rồi. Đây đi chị ơi. Ở đây có cái nồi quên tôi đổ đĩa lên cao cả chìm nó ngon này. Anh em ơi, ăn chút hết đi xong rồi lo bộ ấm này để đi ngủ tập thể thao. Đấy, cái chân này tối nay đắp tha hồ ấm êm chị ạ. Có nghe ngủ ngon nhá. Đứng ngủ kia được. Đấy, hồ mình ngủ.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Mm-hmm.